Rồi, dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người đang quay trở lại kênh xe tải của em Tuyến nha. Hôm nay thì em Tuyến sẽ quay cho một mẫu xe tải thùng kín này. Đấy, như trên màn hình quý vị đang nhìn đây nha. Đấy, thì với cái mẫu xe tải thùng kín này thì nó sẽ có cái tải trọng là 8 tấn 1, kích thước thùng dài lọt lòng là 7m6 20, chiều ngang là 2m2 80 và chiều cao lọt lòng thùng là 2m2 60 nha quý vị. Đó, thì đi tới đây thì quý vị có thể nhìn ra được là con đây là con xe gì rồi đúng không ạ? Đấy, thì trên màn hình quý vị đây là con xe tải Jack N800S Plus phiên bản đời 2022. Đó, thì con này thì với cái phiên bản N800 thì chúng ta đã có cái mẫu xe thùng kín. Đó, thì với kích thước thùng dài lọt lòng là 7m6 20, đấy, và tải trọng là 8 tấn. Hiện tại thì với phiên bản N800S là 8 tấn 1 nha. Thì đây là cái mẫu xe mà quý vị có thể tham khảo. Đó, thì với cái xe mà thùng kín, đấy, thùng dài lọt lòng mà tầm 7m6 đến 8m, chúng ta sẽ có những cái mẫu xe như này: xe Đông Phan Hoàng Huy, đấy, B180, đấy, phiên bản động cơ Cummins 6 máy, cái thùng dài lọt lòng là 7m8 này, hoặc là cao hơn một xíu là 8m này, chúng ta sẽ có các cái mẫu xe tải như là thùng dài 8m thì chúng ta sẽ có như là Jack hay Safel hoặc là nha quý vị. Còn nếu mà lựa chọn đấy, mà giá thành tốt, rẻ mà thùng cần dài 7m6 thì con xe Jack N800 này sẽ là cái lựa chọn cho quý khách nha. Vậy thì ngày hôm nay thì em Tuyến sẽ cùng với mọi người đi tìm hiểu sơ về cái dòng xe này nha. Đó. Rồi, với cái xe này thì như em đã nói thì nó có cái tên thương hiệu thương mại là N800S Plus phiên bản đời 2022. Và con này thì với phiên bản thùng kín inox như vậy quý vị thì nó ta sẽ có cái tải trọng là 8 tấn 1, tổng tải trọng là 14 tấn 3 thì phải quý vị. Và kích thước lọt lòng thùng của xe này dài lọt lòng là 7m6 20, chiều ngang là 2m2 80 và chiều cao là 2m2 60 nha. Đó, phiên bản thùng kín inox một lớp và chúng ta sẽ có một cặp cửa hông bên phía bên hông đây để chúng ta có thể lên xuống hàng bên hông xe. Đó, và phía sau chúng ta sẽ có phần hông nha, thùng nha. Thùng này có thể là thùng 3 lớp nha quý vị, em xin lỗi, thùng 3 lớp nha. Nó khác với cái mẫu xe như là Đông Phen thì chúng ta sẽ có cái thùng kín một lớp. Đó, đấy, thùng kín inox 3 lớp, sau chúng ta sẽ có cái phần cửa đấy, cửa bằng inox được làm phẳng. Đấy, nói chung là mình thấy là cái thùng này thì rất là đẹp, thùng này thì bên công ty cũng vẫn mình đóng nha. Đó, mọi người có thể liên hệ đấy với em Tuyến để tham khảo một cái xe thùng kín 7m6 như thế này nha, tải trọng là 8 tấn nha. Đấy, ở đây cho mọi người xem. Đó, như vậy thì thùng này là thùng 3 lớp nha quý vị. Em Tuyến vừa mở đây cho mọi người xem này. Thùng này thùng kín 3 lớp. Đó, ở trong đây sẽ có một cái lớp tôn này, lớp tôn đóng bắt trong này. Đó. Và phía mặt sàn chúng ta sẽ có là sàn sắt, là sàn phẳng nha. Đó, sàn sắt và sàn phẳng. Đó. Ở bên dưới đây sẽ có cái cửa hông nha. Đấy, thì đây là cái phía bên trong lòng thùng, lọt lòng dài 7m6, là chiều dài lòng 7m6, đấy, chiều ngang là 2m2 80, lọt lòng chiều ngang, chiều cao là 2m2 60, chiều cao. Đó, đây là cái phần lòng trong của thùng nha. Nói chung là cái mỗi cửa thì mình thấy là đây nó có một cái tay khóa. Đấy, nếu như mà thiết kế hai tay khóa thì mình nghĩ là nó sẽ chắc chắn hơn nha. Ở đây thì mình thấy là nó có thiết kế qua một cái tay khóa. Đó, cửa thì chúng ta cũng đóng bằng ron cao su. Đấy, cửa chúng ta sẽ có ron cao su để có thể là bịt kín, cũng như là chúng ta có thể thấy là trong thùng thì đóng 3 lớp như vậy thì bắn keo các thứ ở các mép góc. Đấy, như vậy thì nó sẽ chắn thắng mưa cực kỳ tốt luôn nha. Đó, đây thấy lại. Đấy, mọi người có thể đến công ty ô tô Phú Mẫn, Xuyến, Đồng Nai, địa chỉ số 110A đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để xem con xe Jack N800S phiên bản thùng kín nha. Ở công ty thì mình thấy ở xe thùng kín thì đang có cái xe màu trắng, màu xanh. Đó. Rồi, đấy là cái về cái tổng quan về kích thước thùng rồi tải trọng. Với cái xe này thì như mọi người cũng đã biết thì nó được trang bị cái động cơ là động cơ Cummins. Đấy, 4 máy. Với thiết kế là 3.8 lít và cái động cơ Cummins này nó sẽ sản sinh cái công suất là 167 mã lực, cực kỳ khỏe luôn. Với cái động cơ Cummins này được lắp đặt trên các cái mẫu xe tải N800, N900 hoặc là N650S, N650S Plus hoặc là các cái mẫu xe tải C160 của Thaco quý vị. Cái động cơ Cummins này chạy rất là khỏe, bền máy. Và phải nói là xe này bán ra thị trường nhiều năm nhưng mà khách hàng phản hồi cực kỳ tốt về cái động cơ Cummins này nha, chạy cực kỳ lướt luôn. Đấy, thì mọi người có thể tham khảo qua
các người đã từng sử dụng, các bác tài đã từng sử dụng, hoặc là các tài xế đang chạy các dòng xe này, thì chúng ta có thể biết được cái chất lượng của xe này nhá. Đó. Với cái dòng xe tải rác N-Series này thì chúng ta sẽ có cái thiết kế đầu cabin vuông, như quý vị đây nhìn thấy là rất là đẹp này. Đấy, chữ N-800 này. Đó. Rồi có chữ Cummin. Có chữ Cummin này. Đó, chữ Cummin này, N-800 này. Xe thì có sẵn mưa nước gió nhá, cực kỳ đẹp nhá. Xe thì nói chung là mình thấy là với cái chất lượng của xe này là ok rồi. Đấy, nhà máy bảo hành cho tới 5 năm. Đó. Còn ngoài ra thì xe thì chúng ta có thể thấy là nó được một số cái trang bị động cơ là động cơ Euro 4, không sử dụng dung dịch xử lý khí thải là thấy là ok rồi nè. Đấy, đỡ phải đổ thêm cái nước dung dịch nha. Đó, rồi tất cả các chi tiết cầu gầm hộp số thì rất là đẹp. Đó. Đây. Với cái phiên bản thùng kín thì ở trên N800 thùng 7m6 thì mới có phiên bản thùng kín nha. Còn với cái xe N900 mà thùng 7m thì chúng ta chỉ có phiên bản thùng bẹt thôi nha quý vị. Đó. Ở đây thì với phiên bản xe N800 thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn là thùng kín và thùng bẹt, thì mọi người tùy theo cái nhu cầu có thể sử dụng đấy, để lựa chọn. Đó. Còn xe thì được, các xe thì được trang bị như nhau. Đấy. Bây giờ mình nổ máy lên cho mọi người nghe này. Đấy, ở kia là chúng ta có con xe N900 thùng bẹt quý vị, đã là số cho khách hàng nha. Với mấy con xe N800 N900 quý vị. Đó, thì nói chung là cái việc mà nổ máy mấy cái xe này ấy, hiện tại thì không phải là do nó khó nổ đâu quý vị, do công ty bên mình để bên công ty mình ấy, nó ít dầu. Đó. Mỗi lần mà muốn nổ máy thì nó bơm ấy, cho nên là nó hơi khó nổ thôi, chứ mà về xe này rất là dễ nổ nha. Đó. Động cơ cũng nghe này, thì mình khóa cửa cho mọi người nghe. Thì phải nói nhiều người ta đánh giá là cũng đúng thôi, tại vì ở trong khi mà mình ngồi trong cabin mình đạp ghê thì là cái cabin này mình thấy là nó cắt âm không tốt lắm nha quý vị, nghe nó ồ lắm. À, mình tắt quẹt đi mọi người nha. À. Đấy. Tiếng nó sẽ bị ồ, thật ra là nhiều anh lái xe cũng về công ty mình bảo dưỡng thì cũng phản ánh, thì cái này mình sẽ phản ánh về nhà máy để cắt khắc phục tốt hơn ở những lô xe sau nha. Đó, còn ngoài đây thì động cơ chạy rất là khỏe. Ở cabin nói chung là nhìn thì rất là đẹp, thoáng mát, rộng rãi. Ba ghế thì chúng ta có một giường nằm phía sau nha. Đó. Còn về trang bị trên xe thì chúng ta sẽ có là chìa khóa điện này. Đó. Rồi máy lạnh, radio FM, mồi thuốc. Đó. Rồi xe thì nói chung là có hệ thống cruise control. Đấy, chế độ ga tự động nha. Đó. À quý vị à hả? Cruise control này buồn cười lắm quý vị. Mình bật lên khi mà mình đang chạy bình thường mà mình không vô số luôn thì mình bật tăng được này. Đấy. Hai. Còn kính cửa chỉnh điện. Đấy, còn bộ gương thì chúng ta sẽ có này, cửa bộ gương với cái trụ nó khá là rộng. Bởi do cái xe thùng nó rất là dài quý vị. Đấy, cái đầu cabin thì chúng ta có thể thấy là đầu cabin nó nhỏ hơn cái thùng một xíu này. Đó. Như vậy thì cái gương phải lồi ra ngoài, như vậy thì chúng ta phải thấy được cái phần đuôi xe này quý vị. Đó. Còn về tổng quan ngồi trên xe chúng ta rất là dễ dàng quan sát nha. Hộp số đi xe này là hộp số 6 cấp, 6 số tiến, 1 số lùi, hộp số 1 tầng nha. Và tay khóa lốc kê, khóa tay lốc tê này. Đấy. Xe thì chúng ta được trang bị theo đồ nghề đeo xe này, có bình chữa cháy này, một túi luồng nghề này. Mình thấy ở trong cái túi luồng nghề này khá là đầy đủ. Đấy. Các cái dụng cụ. Thì đấy là cái xe rắc N800. Như vậy thì ở trong cái mẫu xe mà thùng kín, để quý khách hàng lựa chọn thì tải trọng tầm khoảng 8 tấn và kích thước thùng dài khoảng 7m6 thì đây là một cái xe quý khách có thể cân đối và lựa chọn. Bởi thứ nhất thì cái thiết kế nó rất là đẹp này, cái động cơ trang bị Cummin rất là tốt, chạy rất là chất lượng. Đó. Ngoài ra thì cái chế độ bảo hành của xe này lên tới là 5 năm cho 150.000 km nha. Đó, nhà máy bảo hành cho cái xe này cực kỳ tốt luôn. Đấy, đầu cabin vuông, thiết kế đẹp. Thùng của nó thì là thùng inox đóng 3 lớp. Đấy, được đóng 3 lớp, được bắn keo các thứ được rất là kín kẽ và thùng thì rất là chắc chắn. Đó. Rồi giá thành xe cũng là một trong những cái mà ưu điểm mà quý khách có thể khi mà mua xe tải thì cân nhắc, bởi cái tài chính của nó thì quý vị, thì cái xe rắc N800 này với phiên bản thùng kín thì nó giá chỉ có 742 triệu là giá xe đã có thùng và thuế VAT để quý khách có thể lựa chọn. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là giá thành của cái xe này cực kỳ tốt luôn. Và cái mức vay của xe này hiện tại đang vay được khoảng 550 triệu, 560 triệu. Như vậy thì với cái xe này chúng ta phải chuẩn bị
tầm từ khoảng 220 triệu, 200 triệu nha quý vị. Đấy, cứ tầm khoảng 200 triệu để có thể nhận xe này về đó. Với xe Jack N800S lớn, tải trọng 8 tấn 1, kích thước giá nó nằm 76 nha. Thì như vậy thì mọi người có quan tâm cái mẫu xe này mà cần cái tư vấn chi tiết kỹ hơn thì cứ liên hệ với em Tuyến theo cái số điện thoại em để trên màn hình nha. Đấy, hoặc là kết bạn với em theo cái số Zalo ở phần hai cái số điện thoại dưới phần mô tả nha. Thì em sẽ gửi báo giá chi tiết, thông số kỹ thuật, rồi mức vay, thời gian vay, đặc biệt là thời gian giao xe sẽ có sẵn không thì mọi người đến công ty để xem xe, thử xe trực tiếp nha, tại công ty ô tô Phú Mẫn nha. Địa chỉ là số 110A đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, công ty ô tô Phú Mẫn trên Đồng Nai. Đến đây mọi người gặp em Tuyến nha. Đấy, mọi người vào đây có thể xem các mẫu xe tải Jack, hoặc động quen xe Pao hay xe Jack A5 nhập khẩu, hay là cái phiên bản thùng kín inox, thùng bến cực kín container nha. Em Tuyến đều hỗ trợ cho mọi người được hết nha. Rồi, đến đây thì em Tuyến xin chào mọi người và chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha.